Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào muốn tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé. Và kênh Mẹ Bé Thủy Thảo thì luôn review về các dòng sản phẩm chăm sóc mẹ bé trên thị trường Việt Nam cũng như là thế giới, trả lời cho các mẹ những câu hỏi thắc mắc trong cái quá trình chăm sóc con của mình. Các bạn cần tư vấn về con lên cân hay chọn sản phẩm sữa nào, các bạn có thể để lại nhận xét trong video hoặc AB trực tiếp vào số Zalo bên trên của kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Ngày hôm nay thì mình làm video này dành cho các mẹ bỉm sữa sau sinh, muốn lấy lại dáng này, muốn lấy lại da, muốn trở nên xinh đẹp hơn. Và những bạn nào, những chị em phụ nữ nào hoặc là những quý ông nào đang bị gặp tình trạng đó là đau dạ dày, viêm loét dạ dày mà dùng nhiều biện pháp rồi mà không khỏi, các bạn hãy vào trong video ngày hôm nay. Kênh Mẹ Bé Thủy Thảo sẽ review về một sản phẩm sẽ giúp cho các mẹ sau sinh phục hồi sức khỏe này, da và dáng sẽ trở nên đẹp hơn. Và đặc biệt đó là cái một dòng sản phẩm để giúp cho các mẹ giúp cho vừa sữa nhiều lại giúp da dáng đẹp nữa. Các bạn hãy cùng theo dõi với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo trong video ngày hôm nay nhé. Và trước khi mình nói về sản phẩm này thì các bạn hãy cho kênh Mẹ Bé Thủy Thảo một nút like cũng như là nút đăng ký để kênh ngày càng phát triển hơn, đưa thật nhiều video hay ý nghĩa lên cho các mẹ. Thì mình không phải xa lạ gì đối với các chị em phụ nữ đúng không? Đây là sản phẩm tinh bột nghệ. Thì đối với tinh bột nghệ thì nó sẽ không còn xa lạ nữa, sẽ biết được, các mẹ sẽ biết được rằng đây là một cái dòng sản phẩm mà được gọi là thần dược cho chị em phụ nữ của chúng ta sau khi sinh. Nó sẽ giúp phục hồi sức khỏe, khi mà các bạn sinh xong thì sẽ bị mất một lượng máu khá nhiều và lúc đấy thì cần phải bổ sung dinh dưỡng này, bổ sung nhiều dưỡng chất. Thì kèm theo đó các mẹ nên sử dụng thêm cái tinh bột nghệ này để giúp cho các mẹ nhanh lấy lại dáng cũng như là da trẻ trở nên đẹp hơn. Sản phẩm thì sẽ giúp cho mẹ trở nên da hồng hào hơn này, tái tạo làn da. Các mẹ có thường nghe cái câu là khi mà mình sinh xong thì sẽ là đổi máu này, đổi da. Thì đây là một trong những cái giải pháp mà các mẹ sinh xong nên sử dụng dòng sản phẩm tinh bột nghệ để pha. Các bạn có thể pha với nước ấm hoặc pha thêm với sữa để uống cho giúp cho sữa sẽ nhiều hơn và giúp cho mẹ có làn da trắng hồng cũng như là trở cải thiện lại cái sắc tố da của mẹ. Ngoài ra thì đối với dòng sản phẩm này thì còn sẽ giúp cho các mẹ trị nám này, trị mụn này, tàn nhan, và kết hợp giữa việc đắp mặt làm đẹp cho chị em phụ nữ của chúng ta thì rất tốt. Nhưng về cái bệnh là đau viêm loét dạ dày thì chúng ta nên sử dụng như thế nào? Thì những bạn nào đang gặp tình trạng, không chỉ chị em phụ nữ của chúng ta đâu mà các quý ông nữa cũng gặp những cái tình trạng như bị đau dạ dày này, viêm loét dạ dày này, và cái dòng sản phẩm này sẽ giúp cải thiện được cái tình trạng này đáng kể luôn. Và những mẹ nào thì có chồng hay là đang bị cái tình trạng bị đau viêm loét dạ dày thì đây là một cái sản phẩm mà rất nên sử dụng và nên sử dụng cho cả gia đình. Thì các mẹ có thể kết hợp dòng sản phẩm này với việc đắp mặt, thì chỉ cần kết hợp tinh bột nghệ với sữa tươi không đường hoặc sữa chua không đường thì vào một chút mật ong, thì đấy là một cái gọi là một loại kiêm dưỡng da, một lớp mặt nạ để giúp cho mẹ thải độc da cũng như làm sáng da, không bị tình trạng mụn nám tàn nhan nữa. Thì đây là đối với tinh bột nghệ. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái sản phẩm bên đây, đó là viên nghệ mật ong. Thì viên nghệ mật ong nó khác tinh bột nghệ ở chỗ nào? Thứ nhất là đối với dòng sản phẩm này nó là 100% tinh nghệ nguyên chất, nhưng đối với viên nghệ mật ong thì sẽ được kết hợp thêm giữa tinh nghệ và mật ong để thành những viên như thế này. Và tác dụng của dòng sản phẩm này là như thế nào? Thì không chỉ là giúp phục hồi sức khỏe cho chị em phụ nữ sau sinh, giúp cho da của chị em phụ nữ trở nên sáng hơn, khỏe hơn và đẹp hơn. Ngoài ra thì dòng sản phẩm sẽ giúp cho trị được những cái căn bệnh về da như về bị nám, mụn, tàn nhan, sẽ giúp cho da đẹp hơn. Đặc biệt cái dòng sản phẩm này là đặc trị cho những ai bị bệnh đó là viêm tái tràng này, bị đau bụng này, khó tiêu này, và những căn bệnh như vậy thì nên sử dụng dòng sản phẩm này. Đặc biệt là những quý ông mà hay uống bia rượu thì nó sẽ giúp, khi mà sử dụng sẽ giúp làm đào thải các chất độc ra và giúp cho gan của các bạn sẽ được hoạt động tốt hơn. Đấy là những cái điểm tuyệt vời của dòng sản phẩm viên tinh nghệ này. Và đối với cái viên tinh nghệ này thì cách sử dụng cũng rất đơn giản, ngày các bạn chỉ uống từ 8 đến 10 viên và uống trước khi ăn. Và khi uống thì các bạn nên nhai nhỏ ra giống như các bạn uống thuốc vậy,
vào uống vào cơ thể. Nhưng những cái viên này thì là những viên nghệ tinh mật ong nên rất dễ uống, rất dễ ăn, nên các mẹ cứ yên tâm trong cái việc quá trình sử dụng. Và cái dòng sản phẩm này có thể sử dụng cho cả trẻ em nữa, để giúp tăng cân này, để giúp cho các bé tăng cân cũng như là thèm ăn hơn. Và một điều lưu ý, giữa tinh bột nghệ và viên nghệ mật ong thì sẽ không dành cho phụ nữ mang thai dưới 4 tháng, dưới 4 tháng thì không nên sử dụng nhé. Và tiếp theo là đối với phụ nữ mang thai này, rồi đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thì cũng không nên sử dụng dòng sản phẩm tinh bột nghệ và viên nghệ mật ong này. Ngoài ra thì tất cả đều sử dụng được hết. Và mình khuyên là mỗi gia đình nên có 1 đến 2 hũ tinh bột nghệ cũng như là viên nghệ mật ong. Nó sẽ là một thần dược ở trong gia đình, sẽ giúp làm đào thải các chất độc tố trong cơ thể của mình ra, đặc biệt chị em phụ nữ của chúng ta, sẽ giúp cho da sẽ sáng hơn, đẹp hơn. Với những chị em nào bị thừa cân thì nó sẽ lại giúp giảm cân được. Và nếu mà muốn tăng cân thì các bạn lại sẽ có cách uống giảm cân là các bạn pha tinh nghệ này với nước ấm và không bỏ đường, không bỏ sữa, và uống trước khi ăn 30 phút. Nhưng đối với chị em nào mà muốn tăng cân thì các bạn pha tinh nghệ này với sữa đặc hoặc là với đường và uống sau ăn 30 phút. Đấy là cách sử dụng của dòng sản phẩm tinh nghệ này để giảm cân hoặc tăng cân. Và đối với chị em phụ nữ sau sinh cũng như là chị em phụ nữ chúng ta thì chúng ta kết hợp đắp mặt nạ 3 lần một tuần. Đấy, sẽ giúp cho da của chúng ta đào thải các chất độc tố trong da này, giúp da sáng mịn và không bị tình trạng mụn nám tàn nhang nữa. Và đấy là những cái bí quyết mà kênh Mẹ Bé Thị Thảo đưa đến cho các mẹ. Những bạn nào cần tư vấn cũng như là cần hiểu rõ hơn về sản phẩm thì các bạn có thể để lại nhận xét trong video hoặc IP trực tiếp vào số Zalo bên trên của kênh Mẹ Bé Thị Thảo, để bên mình có thể tư vấn cho các mẹ trong quá trình sau khi sinh cũng như là giúp cho các mẹ có một công thức làm đẹp tuyệt vời. Ngày hôm nay thì mình đã review xong rồi và mong là được sự góp ý cũng như là sự nhận xét của các bạn để kênh Mẹ Bé Thị Thảo ngày càng phát triển hơn, đưa thật nhiều video hay ý nghĩa đến cho các mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.